Rồi chào các bạn đến với kênh Anh Thợ Ve Chai nha các bạn. Hôm nay mình rảnh mình lục cái bếp lớn ra đặng mình bo lại sơ sơ với mình làm lại nó cứng nhắc nè các bạn. Cứng nhắc nè. Cái này mình sơn cái nồi cơm nha các bạn. Mình chưa chia sẻ clip lên cho các bạn xem nha. Sơn nồi cơm nó dính móng tay. À, cái này nó cũng cứng nhắc nè các bạn. Mình bung ra đặng mình làm lại nha các bạn. Chứ đánh nhám lại. Còn cái vỏ này nó méo qua méo lại thôi bỏ thôi các bạn ơi. Mình sẽ lắp vô vỏ khác nha các bạn. Rồi các bạn xem mà thấy kênh Anh Thợ Ve Chai có hay và hữu ích nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha các bạn. Rồi giờ mình tiến hành mình làm nha các bạn. Mình chỉ lấy cái bộ đồ lọng trong thôi chứ còn cái vỏ bếp thì mình bỏ luôn cũng được nha các bạn. Nó dẻo qua dẻo lại rồi. Các bạn xem mình làm. À cái bếp mà các bạn mà nó bị cứng á, kẹt cứng á. Các bạn xem mình làm coi như thế nào nha. Thì đầu tiên thì mình giật nút này á. Nó còn nguyên si á các bạn. Tại vì mình để trên nóc nhà lâu quá nó vậy đó. Đó mình bung cái này ra, bung nóc ra. Lấy kìm giật mạnh cái nắp ra các bạn. Thấy không? Giật mạnh cái nắp ra. Đầu tiên mình bắn mấy con vít này ra nè. Bắn ra. Mình gỡ hết bộ đồ lọng cho các bạn nha các bạn. Bắn vít với nút nó mình lấy ra ngoài mình để riêng bên. Chủ yếu là mình làm cái dàn hơi nó lại cho nó nhẹ, cái dàn ga của nó, dàn mặt của nó cho nó nhẹ lại đó. Mình bung ra luôn, mình lấy mình gà dặn hai cái điếu này ra nè. Bếp này mình thấy nó loại tôm chì á các bạn, tôm chì nó không có xét, nó không xét mấy này nên mình để dành. Chứ nếu mà nó bằng sắt là nó xét xét lâu rồi. Với lại cái điếu nó bằng gang á các bạn. Điếu bằng gang mà nó còn nguyên si nè, nó không bị nó còn góc cạnh đồ đầy đủ nè, nó không bị mục, bị xét gỉ rồi nha. Nên mình mới để lại. Đó. Để mình lấy cái miếng thau này nè. Để mình hai miếng thau vô miếng thau mới này nè. Lấy để vô coi nó vừa không nha. Nó là đa số là nó vừa đó, thứ một à. Nè thấy không? Mình hai miếng thau mới vô là mình xài à, thấy không các bạn? Điếu gan mà xài thau này nè, các bạn xài bếp lớn rất là bền luôn, mà điếu này bây giờ thịnh hành đâu còn nữa, ít lắm. Các bạn mua mà là cửa hàng mua mà loại còn điếu gan này á, thì nó cũng còn mà nó mắc nha các bạn, không có rẻ nha. Rồi mình giả ra mình làm là hết. Cái này nói chung ra cái vỏ cái nóc này nó cũng thường thôi, đợt trước mà nó cũng thường thôi. Điếu này cũng còn tốt nè, mình xả cước lại nha các bạn. Còn cái cây ti này mình gã ra mình xả cước luôn. Rút ra luôn. Mình dặn ốc lên trên mình rút ra ngoài luôn các bạn ơi. Đó. Rồi mình để cái vỏ nó ngoài luôn nha các bạn. Xài cái máy thổi bụi mình thổi cái mới được các bạn ơi. Có cái máy thổi bụi mình thổi nó ra ngoài cho nó sạch sẽ. Máy này nó chạy gió mạnh lắm. Rồi đầu tiên là mình sẽ gã cái này ra nha các bạn. Gã cái dàn này ra luôn. Đó. Gã nó ra đặng mình chà mình đánh nhám này nè. Đánh xả cước nó luôn. Đó. Đây nè các bạn thấy không? Xét đầy trong này bầu luôn rồi nè. Các bạn xem nè, vô tay mình nè nha. Cỡ này đó các bạn. Mình sẽ gạt bung ra trơn mình làm vệ sinh ra luôn nha các bạn.
ốc của nó mình để riêng lại đó. Còn mấy cái này thì mình sẽ thổi nó ra. Rồi bây giờ mình kéo cái máy xả nước của mình vô mình xả lại cho sạch lại nha các bạn. Mà tại mình làm cây dài quá mình có thể mình cắt cây bớt được nha, nhưng mà giờ mình lô bu mình không có rảnh mình làm, mình về mình cắt lại đó. Mình không rảnh mình cắt mình làm luôn để mình xài luôn. Là mình có hai cái mua tưa nè, cái mua tưa này này xả nước nữa bạn. Mua tưa này thì mua tưa mài nè, cana nè, mình chưa có lắp xài, mình máy mài mình cũng mấy cái luôn. Các bạn xem mình làm nha. Nói chung cái không gian mình nó hơi nhỏ, bạn xem cũng thông cảm nha bạn. Là chạy cũng tương đối im nha. Nó cục đồng quá các bạn ơi. Trời ơi. Để giấu mình già nè. Xả nó ra nó sạch liền ha. Mấy cái ống này cũng mua mấy chục ngàn ống đó các bạn. Nếu mua có nha, có thứ loại nó nha, có cái nó dài, có cái nó cục. Ống cần này là có cái nó bề ngang nó dài, bề ngang nó cục, nên thử ra mình bắt vô cái bếp nó không giống thằng nào hết. Bên này tạm thời nó cũng sạch rồi các bạn, nó cũng bằng tôm chì đó, nó không có xét, nó đổi nó lâu xét hơn thôi, không tiếp kẽm á các bạn, mình cứ nói tôm chì với quen, không kẽm nên nó lâu lâu xét. Rồi mình xả sơ sơ cái đầu này cái nha các bạn, nó sạch cắt dơ thôi. Bon nữa mà thấy không? Mình xả sơ cho sạch cái chất dơ bụi bẩn nó bám. Rồi cái chuyện mà mình không có cho mình giả ra, rồi mình xả sơ sơ cái này nha các bạn.
gan qua sắt đó các bạn. Có khi là mình lại tiệm phụ tùng mình lấy nó cũng cũ gì nè, để lâu nó bán, để lâu cũng bị hơn chứ nghĩ. Nếu này đó nó cũng gọi nó rẻ, giờ nó có giá nữa bạn, nó có gan rồi không, gan giờ nó có đổ. Cục đòn quá mình đưa vô kẹt khó nè các bạn, đưa vô cái kẹt nó hơi khó, nó có vô kẹt nổi. Này mình xả nó gì là cũng là ngon lắm rồi. Này mình lấy cái máy mà nhám các bạn, nó còn gỗ nè thấy không? Đó, gỗ nè, mình lấy cái máy mà nhám mình vuốt sơ ngang cái cho nó mịn lại luôn nha các bạn. Để mình xả xong hết đi. Làm quá cục đòn gì? Đang quay phim. Này mình lấy cái bánh nhám mình chà cái mình cho nó chạy cái gỗ qua mè này đi hết luôn nha các bạn. Mình liếc nó đi hết luôn. Đó thì nó im rồi đó. Mình đã xong rồi, mình bây giờ mình cái này thì ví dụ như mình sợ thì mình sơn lại nha các bạn, còn không sợ thì không có gì, thôi mình lấy bánh nhám mình cũng quánh sơ lại luôn nha các bạn.
Nếu mà thời gian nó chậm quá mình sẽ chia sẻ các bạn tiếp theo cái clip 2 nha các bạn. Clip 2 mình sẽ làm cái bộ ổ này nè các bạn. Làm bộ ổ này cho các bạn xem. Cái máy mài này nó không có cái đồ mà để mình bóp lại để chặn mở đá nha các bạn. Mình buộc lòng phải chịu cái tay là gõ nó ra. Mình lấy cái bánh nhấm to rồi mình quánh đó. Máy này chỉ có đánh nhám thôi chứ mình không dám cắt mình phải né nữa. Tại vì cái máy của mình nó quá mạnh các bạn. Nó mạnh dữ dằn lắm. Thử ra mình không có xài cái máy của mình, xài cái máy này nó nhẹ hơn. Mình có cái bo chậm lẹ mà mình của em có bo chậm lẹ rồi mình không mua, mình gắn vô.
trà sơ luôn các bạn. Đổ xe các bạn ơi, quá trời. Em các bạn ơi, giờ mình đặt cái đầm thao vô các bạn. Mình cái mép này nè, nó chung ra nó làm á là nó đổ á, nó làm cái nè, mình được cố định cho các bạn xem nè. Nó làm không mấy gì mịn nha. Nếu mà mình nó còn gỗ mà nếu mà mình làm sao mình chà cho nó mịn như là sắt gì nè các bạn. Nó bằng gan pha sắt các bạn. Nếu mình chà nó mịn nó bóng gì đó ha là xài bền lắm nha. Nhưng mà mình chà đừng có cho nó ấy nha các bạn, chà đừng có cho nó hủng nha, nó hủng là mình để cái này vô nó không ôm á, nè cái này mới nè, nó không lắc không gì nha đó. Hai cái này nói chung ra nó còn đẹp lắm, chất lượng luôn nè, hết kịch luôn, không có lúc lắc luôn. Mình coi mình chà coi nó có ấy không, nếu mà nó lồi lõm là cái nó không có điều ha, là lửa nó ra bên nhiều bên ít là không có đẹp. Đó. Rồi mình chia sẻ với bạn clip 1 ở đây rồi ha. Rồi clip 2 mình sẽ chia sẻ với bạn làm cái này. Rồi chào tạm biệt các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn clip 2 nha các bạn.